Chào các bạn, chào mừng các bạn lại trở lại với một video mới trên XT Mobile. Ngày hôm nay thì mình đang có hai chiếc điện thoại ở đây, chiếc Samsung Galaxy S20 cộng và chiếc Samsung Galaxy S22. Thật ra thì ngày hôm nay mình sẽ không nói về việc là so sánh như thế nào hai chiếc điện thoại này ra sao, bởi vì đây là hai chiếc điện thoại hoàn toàn khác nhau, cho nên là nếu mà so sánh thì nó sẽ hơi bị khập khiễng một tí. Nhưng mà nói chung thì ngày hôm nay đây là chiếc S22 mà mình vừa mới tậu được. Vậy thì nếu mà các bạn có một cái sản phẩm, ví dụ như chiếc Samsung Galaxy S20 cộng này các bạn đang sử dụng và các bạn mua một sản phẩm mới như là chiếc S22 ở đây, thì chắc chắn là các bạn sẽ phải là truyền những cái dữ liệu của chiếc điện thoại chiếc S20 cộng này qua chiếc S22 để các bạn có thể sử dụng. Thật ra thì cái cách mà chúng ta thường hay xài đó chính là các bạn sẽ đăng nhập vào Google, các bạn sẽ tải những cái ứng dụng mà các bạn đã tải, rồi các bạn sẽ bắt đầu sử dụng. Tuy nhiên với những cái cách như vậy, thứ nhất là nó sẽ rất là mất thời gian, các bạn sẽ phải tải lại những cái ứng dụng mà chúng ta đã tải, rồi tải lại những tựa game, rồi sau đó các bạn còn phải đăng nhập nè, rồi các bạn còn phải làm rất là nhiều thứ. Và thậm chí nếu các bạn muốn truyền những cái dữ liệu, ví dụ như là video, ví dụ như là hình ảnh, hay ví dụ như những cái thông tin hay là những cái thư mục này nọ trên chiếc điện thoại cũ của bạn lên chiếc điện thoại mới, thì nó sẽ rất là tốn thời gian khi chúng ta sử dụng Bluetooth này nọ, hoặc là các bạn có thể là kết nối với máy tính đồ này nọ, nhưng mà nó sẽ rất là mất thời gian. Và trên những chiếc Samsung Galaxy thì nó sẽ có một cái ứng dụng để giúp chúng ta có thể các bạn chuyển đổi những cái dữ liệu của bạn từ một chiếc điện thoại cũ sang một chiếc điện thoại mới một cách rất nhanh chóng. Và theo như mình nhớ, hình như là các bạn còn có thể sử dụng ở trên những cái sản phẩm khác nữa, chứ không phải là trên riêng những chiếc Samsung như thế này. Và cách đó là như thế nào thì trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau nói tới. Và nếu các bạn muốn mua cho mình những chiếc Samsung Galaxy, ví dụ như là chiếc S22 ở đây, thì các bạn hoàn toàn có thể đến với XT Mobile. Đường link mua hàng mình sẽ để ở phần mô tả của video. Còn bây giờ bắt đầu vào video với mình nhé. Rồi, đầu tiên thì trước khi mà chúng ta làm thì các bạn cần phải làm một cái thao tác, đó chính là chúng ta tìm một cái ứng dụng có tên là Smart Switch ở đây. Ứng dụng này là một cái ứng dụng của nhà Samsung luôn, cho nên nếu mà các bạn mua một chiếc điện thoại nhà Samsung mà các bạn vẫn chưa có Smart Switch thì các bạn hoàn toàn có thể là kết nối với Wi-Fi, chúng ta tìm cái ứng dụng này trên Galaxy Store hoặc là CH Play đều có. Đây là một cái ứng dụng rất là dễ tìm, nó tên là Smart Switch. Và với cái ứng dụng này thì khi mà các bạn tải xong như thế này, ở đây là mình đã tải rồi, thì các bạn hoàn dễ dàng chúng ta bấm vào đây. Bấm lộn rồi, xin lỗi các bạn, mình bấm lộn rồi. Đó, thì khi mà các bạn vào đây, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có phần là truyền dữ liệu của bạn, và ở dưới chúng ta sẽ có một cái là gửi dữ liệu, một cái là nhập dữ liệu. Thì đối với cái chiếc điện thoại nào mà các bạn cần gửi dữ liệu đi thì các bạn sẽ bấm vào phần gửi dữ liệu. Ví dụ như là trên chiếc S20 cộng của mình thì mình sẽ gửi dữ liệu, và ở trên chiếc S22 của mình thì mình sẽ bấm vào phần nhận dữ liệu. Đây. Đó, sau khi mà các bạn sử dụng thì đối với một vài những chiếc điện thoại sau này thì nó sẽ có một cái kiểu thiết kế khác một tí ở trên cái ứng dụng. Còn đối với cái chiếc điện thoại ví dụ như là S20 thì các bạn sẽ lựa chọn cho mình là kết nối để các bạn có thể chuyển tải, ví dụ như là cáp hoặc là dây. Ví dụ như các bạn có một cái cáp OTG chẳng hạn, chúng ta chuyển từ phía bên này qua phía bên này thì chúng ta có thể là cắm vào, nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể sử dụng không dây nè. Không dây ở trên Samsung cũng rất là nhanh nha. Đây, các bạn có thể lựa chọn thì nó sẽ tìm kiếm cái chiếc Samsung Galaxy của các bạn, một chiếc Samsung Galaxy khác đó, mà các bạn chọn nguồn ở đây. Các bạn nhớ là trên chiếc S22 chúng ta sẽ lựa chọn cái thiết bị mà các bạn cần kết nối, ví dụ như là đây là một cái thiết bị của nhà Samsung thì các bạn sẽ lựa chọn là Samsung hoặc Android. Và sau đó thì các bạn nhớ lựa chọn là không dây, bởi vì ở phía bên này chúng ta lựa chọn cái kiểu kết nối là không dây, cho nên là chúng ta hãy bấm vào phần không dây như lúc nãy mình có làm để mà chúng ta kết nối. Và ở đây các bạn có thể thấy là các bạn sẽ thấy là nó hiện lên trên cái chiếc S20 cộng của mình một cái thông báo là cho phép kết nối Galaxy 22 cộng đó, và chúng ta hãy kết nối với chiếc điện thoại của mình. Và đây là cái cách để mà các bạn có thể là truyền tải dữ liệu. Nó sẽ truyền tải và các bạn hãy lựa chọn là tất cả nè. Đó, các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ truyền tải tất cả những dữ liệu của mình. Các bạn chỉ cần nhấm tiếp, hoặc là nếu mà các bạn muốn tùy chọn thì các bạn có thể bấm vào cái phần tùy chọn, tùy vào các bạn mà thôi. Nhưng mà ở đây mình sẽ truyền hết toàn bộ những dữ liệu của mình ở trên chiếc S20 cộng này qua chiếc S22 cộng. Và các bạn có thể thấy là thời gian chúng ta đợi cũng khá là ít, đâu đó khoảng tầm chừng vài phút. Nếu mà
ở trên cái điện thoại cũ của bạn, các bạn không có quá nhiều những ứng dụng, không có quá nhiều những hình ảnh này nọ, thì chỉ đâu đó khoảng tầm vài phút là các bạn đã có thể truyền tải. Nhưng đối với những chiếc điện thoại mà các bạn sử dụng nhiều, các bạn có nhiều dữ liệu, thì nó có thể leo vào đâu đó khoảng tầm 40 mấy phút, mấy chục phút đó, thì nó sẽ có thể kết nối được. Thật ra thì 40 mấy phút mình nói hơi quá một tí, nhưng mà cái chiếc điện thoại trước đây của mình thì khi mà mình truyền qua chiếc S20 cộng này thì nó nằm đâu đó khoảng tầm khoảng 30 phút. One eternity later. Và các bạn có thể thấy là rất nhanh chóng đúng không? À, có một điểm nữa là các bạn nên lưu ý là khi mà các bạn sử dụng cái cách này thì các bạn nên để tùy theo là dữ liệu nhiều hay dữ liệu ít, thì các bạn có thể là chúng ta để cái điện thoại của chúng ta còn khoảng tầm hơn 50% pin để cho chắc ăn nhé. Nhưng mà ở đây thì do là cái dữ liệu của mình không có quá nhiều, cho nên là mình cứ để ở khoảng 40% như thế này là đã rất là ok rồi, bởi vì nó sẽ mất một khoảng thời gian nhất định. Và các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ bấm chúng ta có thể là tắt màn hình đi hoặc là giữ cho màn hình bật. Nếu mà các bạn giữ cho màn hình bật đó thì nó sẽ khá là lâu đó, và nó sẽ giảm cái ánh sáng của cái chiếc điện thoại của chúng ta xuống để cho cái việc mà truyền tải dữ liệu và nó giữ pin một cách tốt hơn trong quá trình mà chúng ta truyền tải dữ liệu. Và đây, đó là mình đã hoàn thành rồi. Đó, và bên này thì mình sẽ bấm xong, và bên này thì mình chỉ bấm vào màn hình chờ. Và ok, đó là tất cả những gì mà mình cần để mà có thể truyền tải những cái dữ liệu của mình từ chiếc S20 cộng sang một chiếc S22 như thế này. Nếu mà các bạn cần gửi dữ liệu từ một chiếc smartphone cũ của mình sang một chiếc smartphone mới thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái cách này một cách khá là nhanh chóng và dễ dàng. Và mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu mà các bạn muốn mua cho mình những chiếc điện thoại Samsung thì các bạn hoàn toàn có thể đến với XT Mobile. Hiện tại thì XT Mobile đang bán rất nhiều những sản phẩm của nhà Samsung. Mình sẽ để đường link mua hàng ở phần mô tả của video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video lần sau. Bye bye.